Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ tới mọi người một cái sự kiện airdrop đến từ nền tảng phi tập trung nhé. Thì đây là cái sàn Mobula.fi. Thì hiện nay thì cái nền tảng Mobula.fi này thì nó mới chỉ ra mắt ở cái phiên bản beta thôi. Thì nó cũng chưa lên cái phiên bản chính thức, nhưng mà nó đã ra mắt một cái sự kiện airdrop, đó là dành cho mọi người claim cái đồng token Mobula này hàng ngày bằng cách là điểm danh hàng ngày đó. Thì hứa hẹn thì đây sẽ là một cái dự án rất là tiềm năng và hoàn toàn miễn phí nhé, nên là mọi người cũng đừng bỏ qua những cái kèo như thế này. Thì trước tiên thì để đăng ký được cái, để tham gia được vào cái sự kiện này ấy, thì mọi người cần bấm vào cái đường link dưới phần mô tả nhé. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như này. Thì ở đây thì nó sẽ có hỗ trợ rất nhiều những cái mạng, trong đó có Bitcoin, Ethereum này, rồi mạng BNP này, tất cả nhé. Nó cũng giống như là những cái sàn là PancakeSwap hoặc Uniswap thôi. Thì nhiệm vụ làm thì rất đơn giản là hàng ngày mọi người cứ vào điểm danh hàng ngày. Rồi sau khi mà bấm vào đường link dưới phần mô tả ấy, thì mọi người sẽ bấm chọn vào cái dấu ba gạch này cho mình nhé. Ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào Connect này để kết nối ví này. Thì tham gia vào cái sự kiện này thì mọi người cần phải có ví chớt hoặc ví MetaMask. Thì nó sẽ chạy trên hai hệ, đó là hệ BSC và hệ Polymatic đó. Thì ở đây thì mọi người cần phải có một chút phí nhé, BNB hoặc là phí Matic để làm phí ga nhé. Rồi thì ở đây thì mọi người nên kết nối với cái mạng Polygon Matic cho mình. Thì mọi người chọn kết nối này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào Wallet Connect này cho mình. Rồi tiếp tục chọn Connect. Và mọi người sẽ chọn cái ví MetaMask nha. Rồi sau khi kết nối với ví MetaMask thì mọi người nhớ chuyển đổi qua mạng Polygon Matic cho mình. Bấm chọn kết nối này. Đó thì những ai mà chưa tích hợp cái mạng Polygon thì mọi người có thể tích hợp mạng Polygon vào ví MetaMask nhé. Rồi sau khi kết nối thì nó sẽ xuất hiện cái địa chỉ ví ở đây. Đó, và tiếp theo thì mọi người sẽ bấm chọn vào cái mục là Mobula Dex. Rồi ở đây thì mọi người cần phải swap cái đồng Matic này sang một cái đồng coin bất kỳ nhé, với một cái số lượng bất kỳ, mọi người có thể là swap bao nhiêu, và yêu cầu là mọi người sẽ phải có một chút Matic ở trên ví để làm cái phí ga. Rồi thì như ở đây là trong ví của mình hiện nay là có 9,5 Matic đây đó. Thì ở đây thì mình sẽ chỉ swap là 0.01 Matic thôi. Và ở dưới này mọi người sẽ chọn một cái đồng coin bất kỳ. Thì ở đây thì mình sẽ swap ra cái đồng USDT. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn swap. Hơi ít, có thể là chọn 0.1 đi. Mọi người chọn 0.1 Matic nhé. Ở đây chắc do mạng lỗi này, mình sẽ thử lại 0.01 xem sao. Rồi sau đó chọn cái đồng USDT này và chọn swap này. Rồi mọi người sẽ bấm vào ví MetaMask. Ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn xác nhận nhé. Ok, như vậy là đã swap thành công. Rồi sau khi swap thành công thì mọi người sẽ bấm vào cái mục hình hộp quà này cho mình. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái mục điểm danh hàng ngày này đó. Ok, như vậy là cứ mỗi một ngày mọi người sẽ vào đây điểm danh, đến ngày thứ tư thì mọi người sẽ nhận được là hai cái token Mobula này, và đến ngày thứ 5 cộng 2, ngày thứ 6 cộng 3, và nó cứ sẽ tăng dần lên nhé. Rồi bước tiếp theo ấy, thì để nhận được cái đồng token này ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào nút claim này. Thì trước tiên thì mọi người sẽ kéo lên cho mình.
Thế dưới này thì nó còn có một cái nhiệm vụ đó là tham gia vào quest này để nhận thêm những cái đồng Mobula này. Nhưng mà cái nhiệm vụ của quest này thì nó hơi phức tạp nên mình sẽ không hướng dẫn. Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ bấm vào dấu ba gạch này cho mình. Và ở đây thì mọi người sẽ chọn mục profile này. Mọi người bấm chọn vào profile nhé. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ kéo lên cho mình. Ở đây thì mọi người sẽ nhập cái username của Telegram này. Mọi người nhập username của Telegram ở đây nhé. Thì mọi người sẽ quay trở lại Telegram cho mình. Rồi, mọi người mở Telegram ra, sau đó thì bấm vào dấu ba gạch. Rồi, mọi người sẽ kéo lên và bấm chọn vào mục shipping này. Ở đây thì mọi người sẽ copy cái username nhé. Rồi, sau đó quay trở lại. Mọi người sẽ nhập cái username của Telegram vào đây. Rồi, tiếp theo thì ở đây thì nó sẽ có một cái mã, thì mọi người sẽ copy cái mã này cho mình. Rồi, và sau đó bấm vào cái đường link này nhé. Bấm vào cái đường link của Telegram này. Rồi, mọi người sẽ mở ra. Tiếp tục mọi người bấm chọn Start. Ok, sau đó thì mọi người sẽ dán cái mã đó vào đây. Và bấm chọn gửi. Rồi, như vậy là đã gửi mã thành công nhé. Mọi người quay trở lại web này. Ở đây mọi người bấm chọn Save cho mình. Rồi, ok. Tiếp theo thì mọi người sẽ kéo lên. Mọi người bấm chọn vào hình hộp quà. Rồi, mọi người kéo lên này. Và bấm chọn vào chữ Claim. Như vậy là mọi người sẽ nhận được 10 cái đồng MOBL này nhé. Rồi, như vậy là 10 cái đồng MOBL này thì nó sẽ được trả về ví MetaMask cho mọi người. Thì cái contract mình có để dưới phần mô tả. Thì mọi người sẽ copy cái contract đó dán vào ví MetaMask để nhận 10 cái đồng MOBL này nhé. Rồi, sau khi claim xong cái MOBL này, mọi người quay trở lại ví để add cái contract của đồng token MOBL này vào ví MetaMask nhé. Thì mọi người sẽ quay trở lại ví này. Đó, thì ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái mục nhập token. Rồi, sau đó thì bấm chọn sang token tùy chỉnh. Và ở đây thì mọi người sẽ dán cái contract hợp đồng của cái đồng MOBL vào. Rồi, sau đó nháy xuống dòng dưới. Thì nó sẽ xuất hiện cái đồng MOBL vào đây nhé. Mọi người bấm vào nhập cho mình. Rồi, ok. Rồi, thì đây chính là cái đồng token MOBL nhé. Và cái số token MOBL là mọi người của Clam vào đấy thì sau nó sẽ trả về ví MetaMask cho mọi người trong vòng khoảng từ 1 đến 2 tiếng nhé. Cũng có thể nhanh hơn hoặc cũng có thể lâu hơn, tùy vào cái số lượng người tham gia hoặc là tùy vào cái chất lượng mạng đó, thì nó sẽ trả lại cho mọi người. Rồi, quay trở lại với trang web thì ở đây nó sẽ có một cái đường link để chia sẻ. Mọi người sẽ bấm vào đây để copy chia sẻ nhé. Và mỗi một lượt chia sẻ thành công thì mọi người sẽ nhận thêm được là 25 cái đồng token MOBL này đó. Thì còn ở cái mục dưới này thì mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái việc tham gia vào cái quét này, thì cũng mọi người cũng sẽ nhận thêm được cái đồng token MOBL này nhé. Đó, thì với cái nhiệm vụ ở trên quét này thì nó hơi khó khăn và hơi phức tạp nên là mình sẽ không hướng dẫn, mình chỉ hướng dẫn cái cơ bản để cho mọi người biết. Rồi, ok mọi người, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người cách tham gia cái sự kiện airdrop đến từ sàn DEX của Mobula, một cái sự kiện có tính tiềm năng cao trong tương lai, nên mọi người đừng bỏ qua nhé. Ngay sau khi xem được cái video này thì mọi người hãy tranh thủ làm cho mình trước khi nó kết thúc sự kiện. Và hiện nay thì cũng chưa có cái thời gian kết thúc sự kiện, nhưng mà làm càng sớm càng tốt thì mọi người sẽ càng nhận được nhiều cái đồng token MOBL này. Và mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.